8 cân đến 10 cân mang vừa này. 8 đến 10 cân mang vừa, duy nhất cả kiện một con thôi. Duy nhất cả kiện một con này nha mọi người nha. 8 đến 10 cân mang vừa này, bà nào lấy con này chốt cho em má bèo nha. 40.000 má bèo này. Con này size 101 nha. 18 cân, con này là chất, cái này là da, không phải da, nó là chất gì bóng ấy, nó bóng về bóng luôn. 18 22 kg nha. 18 đến 22 kg mang vừa, con này má xanh cho em, 40.000 má xanh cho em này. Con này là bèo à? Bèo hai anh Trần này 40 này. Của hai anh Trần này. Một cái áo trắng cho bé, con này là vải mát nha, vải đũi nha, vải xô đũi mặc rất chi là mát luôn. Cái này là cho bé nào? Cho bé thì không? Cho bé thôi. 25 30 cân nha. 25 30 cân mang vừa này, má trắng cho em, 30 má trắng. Con này 25 kg ạ. 25 kg đổ xuống mang vừa má cam cho em, 60.000 má cam này. Một cái áo rớt vai này, trong kiện này nó lẫn mấy cái áo mà. Em thấy có mấy cái áo. Một cái áo rớt vai cho bé nha. Áo này size 101, 18 cân thôi nha các bạn nha. 18 19 cân đổ xuống mang vừa con này nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má tím này, xinh cực luôn nha. Má tím cho em nha, 40.000 má tím này, một con hanbok này. Một con hanbok này, con này nó thêu chạy dài hai bên nha. Con này thêu chạy dài hai bên size 120 này, 22 kg đổ xuống mang vừa con hanbok này nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã 120 cho em nha. Mã 120 cho em ạ. 70.000 mã 120 nha. Dùng này nóng thế nhỉ. Bác ôm bớt cái đống này đi ra chỗ kia đi. Chỗ nó nóng quá. Chỗ ra hết rồi. Ra hết rồi. Bớt cho cái đống nóng. Tắt cho cầm rồi. Con hàn bốc này. Con này nó tầng nhá, nó tầng, nó thành tầng, tầng 3 tầng như thế này. Con này vải mát nhá, size 130 này, 25 cân đổ xuống mang vừa con này nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã tầng này, rất là xinh luôn nha. Mã tầng cho em này, 70.000 mã tầng này, tím, tím là cái gì em biết. Tím, tím. Đây là con 21 rồi. Không phải, mã tím hay là tận con này. Chị Hải Đăng ơi, chị lấy con này à? Tại vì em không thấy, chẳng biết tím là con gì. Từ nãy giờ con nào con tím không? À tím là cái áo kìa. Rồi tím là cái áo 40.000 của chị Hải Đăng nha, Hải Băng nha. Cái này vải mát này. Con này thêu ở bên dưới nha mọi người nha, nó thêu ở bên dưới gấu ấy, vải là vải mát nha. Con này size 14 16 kg là mang vừa nha. 14 16 kg mang vừa em này nhưng nó hơi bẩn xíu đây, về vò lại cho em nha. 40.000 ai lấy chốt thêu cho em nha, vải mát nha. 40.000 má thêu này. Những con này là toàn vải lanh, à không phải vải lanh, vải von nhưng mà nó là von lạnh nha mọi người nha, nó toàn là chất von lạnh ấy. Con này size 101, 18 kg đổ xuống mang vừa con này nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má hoa nha. 18 kg đổ xuống mang vừa má hoa cho em này. 60.000 má hoa, xinh cực luôn nha. 60.000 má hoa này. Con này 10 cân, 11 cân đổ xuống nha. Đúng rồi, áo rớt vai mà, em thấy rồi. Con này 10 cân đổ xuống này, 10 cân đổ xuống mang vừa, con này nó là ren nha mọi người, nó là màu tím, chẳng phải màu tím, màu hồng, chẳng phải màu hồng, chẳng hiểu là màu gì. Màu đẹp, màu mặc. Theo theo của chị Phương này, theo của chị Phương 40.000 có tí bẩn đấy, về vò lại cho em nha. Bà nào lấy con này chốt ren cho em này, ren cho em nha, 40.000 mã ren nha, 40.000 mã ren ạ. Con này size 13 cân đổ xuống là mang vừa nha mọi người nha. 13 cân đổ xuống mang vừa em này nha. 60.000 này, bà nào lấy em này nha, chốt cho em má lơ nha. 60.000 má lơ nha. Màu ruốc, ở đúng rồi màu ruốc. con đấy là màu ruốc, mình cũng nhớ, không nhớ, không nhớ ra nó là màu gì. Con này size 130 là 25 cân. Đâu? Con này tuyệt rồi, con này bỏ đây. Rồi gen. Rồi gen của Hà Anh này 40 này. Con này là váy múa ba lê nha mọi người nhá. Váy múa ba lê này. Size 120, 130 nha.
Tầm 22 cân, 23 cân mang vừa. Con này má hồng cho em, 40.000 má hồng cho em nha. Không chốt tầng nào, tầng là cái gì không biết. À, tầng là cái này. Nó không lẩy má chị Thu Huyền ơi. Đây, chốt tầng cho chị Thu Huyền này. 70. Rồi tầng này 70.000 của chị Thu Huyền nha. Nó không lẩy má thì nhắc em nha. Em có một cái yêu nữa này. Cái này là body đấy mọi người, yêu cực kỳ luôn, để cho mặc bé nào mà mặc chụp hình chụp hiếc là xinh lắm. Thế nhưng mọi người, là body trong và body ngoài, các bạn nhìn rõ bên trong không? Bên trong nó có một lớp body ở bên trong rồi, xong bên ngoài nó lại còn hai cái chân nó xuống như thế này, hai chân hai bên này. Đó. Đằng sau thì lại còn hở lưng nữa nha, yêu cực kỳ luôn. Đó, xinh lắm, chẳng biết mấy cân xem nào. Tầm 10 12 cân đấy. Tầm 10 12 cân là mang vừa con này nhá. Bạn nào lấy con này nhá, chốt cho em mã. Má body đi, má body nhìn yêu nhỉ. Yeah, 50.000 má body yêu mọi người nhá, nhìn yêu nó mới cứng luôn. Cái này ấy nó không hề nóng mà không hề khó chịu cho bé nhá, tại vì ấy, nó các bạn biết cái bông bay gọi là hay 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 để ấy trước mặt cho bé đi ra ngoài đường không, nó con mềm y như này thế luôn. Nó mềm như cái bông bay như thế luôn. Body của Hà Anh Trần nha. Đợi cuối giờ đi. Đợi cuối giờ đi chứ giờ em biết tìm được đâu. Sao cái này nó lại khâu này? Khâu, khâu trắng khâu chỉ cần có cái này. Sửa xong rồi. Đây lên những cái thêu này, con này đẹp cực luôn nha. Con này size 101, con này nó hàng 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 ấy của nó nha mọi người nha, đẹp cực luôn. Con này nó thêu toàn bộ những cái hình ở trên này là thêu hết nha mọi người nha, chất xếp thì là đẹp luôn. Vải này vải mát, mang tiếng là dài tay nhưng mà rất chi là mát luôn nha. Con này không phải là Không, sợi. nó làm gì có buộc, nó không có một cái, anh bác đưa đưa cái đấy em bảo bạn ấy. Em ơi, nó không có một cái gì buộc luôn ý. Đây này, không có cúc mà cũng không thấy có nốt gì hết để buộc luôn ý. Không có một cái gì hết luôn nha. Đây này, không có cúc, không có gì hết luôn. Chị cũng chẳng biết được. Tại vì đằng sau của nó này không thấy, không thấy có cái chỗ đóng cúc ấy. Bình thường nó phải có chỗ đóng cúc hay chỗ buộc thì, nhưng đây không có luôn. Nó chỉ là một cái chun này thôi. Nếu lấy thì ok, còn không thì chị bỏ ra cho. Chị ơi, nó là chất von thì chắc chắn là mát rồi. Von lụa ấy, mát cực luôn. Chắc chắn là mát Cái rồi. này không phải khâu nó gì đấy, nó thành Đấy. củ rồi không. Anh nhìn cái nốt chỉ khâu trắng khâu chệt thế này còn. Ai người ta máy như thế, để nhìn cái nốt thì biết đấy. Cái đấy khâu bỏ ra để bà ấy xong rồi. Nó khâu mà. Con này đẹp không? Ừ. Nếu mà không đấy thì chị trả ra cho. Cái này nha, size 101, 16, 18 cân là mang vừa con này nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má thêu nha. 16, 18 kg mang vừa má thêu cho em, cực kỳ xinh luôn nha. 70.000 má thêu cho em, con này yêu này, mã vải mát nha, má thêu cho em. Con này cổ tàu size 120, 22, 23 cân nha. 22, 23 cân đổ xuống mang vừa con này, bạn nào lấy cái này chốt hoa đào cho em nha. Chốt má hoa đào cho em ạ. Con này nó có một cái vết ở bên trong nha mọi người, vết mực hay là vết gì ở bên tận bên trong ấy, đây này. Nó có một cái vết ở bên trong nhỏ ở bên trong này nhá. Đấy. Đồng trong Cái này lấy 50.000 nha, ai lấy chốt hoa đào cho em này, 50.000 má hoa đào nhá. Chị xả cho. À, đây sợ tuột. Cái này 14 16 cân nha. 14 16 cân mang vừa con này, bạn nào lấy cái này chốt cho em má hình nha. Má hình cho em hình này. nào 50.000 má hình cho em ạ. Má hình ạ. Cái này là vải mát này, size 120 nha, 18 22 kg là mang vừa con này nha. Vải này là vải mát ạ. 18 22 kg mang vừa má hoa cho em nha. 60.000 má hoa này. Cái này cũng là vải mát luôn nha. Con này mới 99% luôn này các bạn này, vai cánh tiên nha. Vai cánh tiên mới 99% luôn, vải mát rượi nó không mát cho giá lại luôn. Con này size 120, 22 kg đổ xuống mang vừa con này nhá. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má cốm này, cực kỳ đẹp luôn, 70.000 má cốm cho em nha. 70.000 má cốm cho em nha. Con này 16 cân đổ lùi này, 16 kg đổ xuống mang vừa con này nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má thỏ nha. Má thỏ cho em nha, con này nó hơi bẩn đây, về vò lại cho em nha. Đây là. Hơi bẩn ở đây nó mờ lắm nha. 40.000 má thỏ cho em nha. 40.000 má thỏ này. Con hoa đào này có con nó màu đỏ này.
Hoa đào này có con nó màu đỏ size 130 25 cân đổ xuống mang vừa nhé. Bạn nào lấy cái này chốt đỏ cho em này. Chú chưa ngủ à? Một cái yếm bò cho bé này. Yếm bò nhá, 14 cân nha các bạn nhá. 14 cân mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em má bé nha. 14 kg mang vừa má bé cho em ạ. 50.000 má bé nha. Cái này mát rượi luôn nha. Cái này mặc rất là mát luôn, mới tinh luôn nha. Con này size cho bé 13 cân đổ xuống mang vừa, cái chất này em rất là thích luôn. Bất kể từ hàng Nhật hay hàng gì này em đều thích cái chất này các bạn nhà về cầm nha, cầm nó kéo giãn nó như sợi cao su, nhìn chất này rất thích luôn. Em thích cái chất này lắm. Mặc thoải mái. 12 cân 13 cân mang vừa má lơ cho em nha, 60.000 má lơ cho em, mới tinh luôn nha. 60.000 má lơ. Chẳng biết mấy chị thì như lúc xem đầu like ấy, thì như thấy chốt được một cái hai cái ấy, sau lại lo xá chắc chết. Cái này vải von này, vải von nha, con này size 101 18 kg đổ xuống mang vừa, con này bà là lấy chốt hoa cho em này, 60.000 má hoa nha. Con này dài tay này, 14 15 kg mang vừa, con này má hồng cho em, 50.000 má hồng nha. Ôi, hình như mọi người giờ chốt không thích cái này à, không thích cái này à mọi người, toàn thích công chúa thôi à. Em đây một con màu con ren này nó ren kim tuyến nhá, vải của nó sợi vải của nó là như là kim tuyến ấy, không biết trên này các bạn nhìn có rõ không. Cái này là cái chỉ đây nha mọi người, chắc không nhìn rõ cái kim tuyến ở ngoài mới nhìn thấy. Một con cổ tàu cái đuôi cá nha, con này size 90 đây nha mọi người, 12 13 cân đổ xuống với nha, 12 13 cân đổ xuống mang vừa, con này mới cứng luôn này. Bạn nào lấy cái này nha chốt cho em má ren nha, đẹp cực luôn. Má ren cho em 60.000 má ren này. Một con zoom nha, cái này là zoom vải mát ạ. Đúng rồi zoom ạ. Một em zoom vải mát nha, vải mát này 25 cân 22 25 kg. Con này 22 kg thôi ạ. 22 kg đổi xuống mang vừa con này nhá, bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má đỏ này. Tớ thấy con nào tớ lên con đấy rồi tớ chịu rồi. Tại vì nó 300 con đi, tớ cứ xếp lần lượt cứ nai bốc đến con nào thì nai con đấy thôi. Giờ chịu chết thôi. Nó đừng. Một con này nó bảo là hoa hồng nhé mọi người nhé, nó xoắn toàn hoa hồng ở đằng trước này này. Con này size 90, 13, à size 95 ạ, 13 cân nha. 13 cân đổ xuống mang vừa con này nhé, bạn nào lấy cái này chốt cho em má bông nha. Má bông cho em ạ, 60.000 má bông nha. Con này size cho bé nào mà tầm 20 cân nha các bạn nhỉ. 20 cân đổ xuống mang vừa con này, bạn nào lấy cái này chốt cho em má 20 này. Má 20 nha, 50.000 má 20 này. Con này 13 14 kg đổ xuống mang vừa má hoa nhí cho em nha. 50.000 má hoa nhí này. 14 16 kg mang vừa con này má hình nha. 14 16 kg mang vừa má hình cho em này. 60.000 má hình này. Bông. Bông là của chị Nga Nguyễn. Bông là cái gì không biết. Bông là cái này à? Rồi má bông này của chị Nga Nguyễn này. Cái này là vải lanh nha mọi người nha, size lớn nha. Con này size 140 nha, 35 kg mang vừa con này nha, vải lanh nha. Bà nào lấy cái này chốt cho em mã 35 này, 50.000 mã 35 nha. Con này vải xô này, vải xô mát nha mọi người nha. Xinh cực kỳ luôn, cái này mặc mát rượi luôn, chắc size 90 rồi. Con này size 90 nha mọi người, 12 13 kg này. 12 13 kg mang vừa con này nha, bà nào lấy cái này nha, ống tay nó zoom nha mọi người, nó zoom này. Bà nào lấy con này chốt má 90 cho em này, 60.000 má 90 cho em nha. 60.000 má 90.
nói nhiều hắn hết cả cổ. Nói má 90 của anh này. Con này chẳng biết nó là cái gì ấy, vải rất là mát luôn, sờ mát rượi luôn nha. Con này áo váy nhá. Áo váy nhá mọi người nhá, con này size cho bạn nào của nó tầm 13 14 kg mang vừa, con này má kẻ cho em nha. 13 14 kg mang vừa má kẻ cho em, nhưng con này bị bẩn tí ở đây về các bạn giặt lại cho em nha. Lấy 30 000 nha. Má kẻ cho em 30 000 má kẻ này. Công chúa chị like hết lúc đầu like rồi, tí thích thì chị like lại cho thôi. Má 90 hết rồi. Con này nó xếp mi đằng sau lưng này. Size 120 nha. 20 con này nó là form form suông A sang hai bên thế này, nó sẽ mặc rộng thoải mái nha mọi người nha. 20 cho đến 23 ký mang vừa con này nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má bò nha. 60 000 má bò này xếp mi nha. Con này váy múa còn nguyên tem nha. 18 cân ạ. À. 18 20 cân mang vừa cái váy múa này nhá. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má múa nhá, còn tem luôn nha. 60 000 má múa này. Một cái áo ren cho bé này, còn nguyên tem luôn nha. Chị Thúy Nguyễn ơi, hình như chị Biển comment rồi. Giờ các chị chốt mã lại gõ thêm chốt mã xong gõ thêm một hai cái số nó liền đằng sau của cái mã của các chị ấy, xem nó có lẩy lên không, chứ không thấy mã đâu. Chứ em không thấy mã đâu. Má múa này của bạn Nhân Nguyễn này. Vừa bao tiền? 60 nhá, 60. Bà này có đơn inbox qua tớ mà chắc chắn lấy hàng cho tớ nha. Nhân duyên này. Chứ nhiều bạn toàn vào chốt chơi thôi, xong đến lúc lại toàn bom rồi. Hồi em đây một con còn nguyên tem nữa này. Một cái áo ba lỗ cho bé còn nguyên tem nha. Con này size cho bạn size 90, 13 cân đổ xuống nha. 12, 13 cân đổ xuống mang vừa con này nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má tem nha. Má tem này, 40.000 má tem cho em nha. 14 15 kg mang vừa con này nhá. Cái này nó có hai tầng cổ, hai cái cổ, một cái cổ yếm ở bên trong, một cái cổ này ra bên ngoài nhá. Hai lớp nha mọi người nhá. Lớp trong nữa này, lớp trong lớp hoa này. 14 15 kg mang vừa em này nhá. 60 000 bạn nào lấy con này chốt cho em mai yếm nhá. 60 000 mai yếm này. Tem của hai anh này. Mười bốn mười sáu ký mang vừa em này má đỏ cho em nha. 14 16 ký mang vừa má đỏ 60.000 này. Con này vải lanh nha, vải lanh rớt vai này, maxi là như này này, mặc con này là rất chi là mát mà con này điệu lắm nhá. Còn cái này mặt sau mất rồi. Con này rất là điệu luôn. Con này ấy, cái tà đằng trước còn là nó ngắn, tà đằng sau nó dài thướt cho nó kéo dài ra đằng sau, kiểu dạng như là đuôi cá nhá mọi người nhá. Cái đuôi đằng sau, nói chung là đằng sau nó có cái đuôi nhá. Con này size cho bạn nào khoảng độ size 1, con này phải 28 cân đổ xuống nha các bạn nha. 28 cân đổ xuống mang vừa nha, tại vì nó có cái yếm nó dài ra thì lấy 28 cân luôn. Thì sau lại bạn nào mà 25 cân thấp quá lại không vừa. Còn nếu bạn nào mà cao 28 cân là 25 28 cân là đẹp nha. Bà nào lấy con này chốt dây cho em này. 70.000 má dây cho em nha. Yếm của chị Hương Vũ này. Mới 99% luôn nha. Vải mát nha mọi người nha. Size 101, 18 cân đổ xuống mang vừa con này nha. Bà nào lấy cái này chốt hoa cho em nha. 60.000 má hoa cho em này. Con này phải mặc mùa thu đông mới mặc được nhá. Mùa này mặc bị dày nhá, không mặc được đâu.
size 130 nhưng form đẩy lên nha. 28 cân mới mang vừa nhá. Bạn nào lấy cái này nhá, chốt mã 130 cho em nha. Mã 130 cho em 60.000 này. Có một con yếm, con này nó à không phải. Con này là sườn xám ạ. Sườn xám nhưng form lớn nha. Cái chất này của nó là chất lụa nha mọi người nha, mặc bao mát luôn, nó là lụa. Size cho bé nào khoảng độ tầm 35 cân đổ xuống nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã lụa mới 99% luôn nha. Mã lụa cho em ạ, 60.000 mã lụa nha. Con màu tím cà này. Rớt vai nha. Rớt vai màu tím cà size 12 cân nha các bạn nha. 12 cân mang vừa nha. 70.000 mã dây chị ơi, 70.000 mã dây. Con màu tím cà này size 90 này, 12 cân đổ xuống mang vừa con này nhá. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã tím cà nhá. Nhưng con tím cà này là về là phải giặt lại cái chỗ này nhá, nó hơi bẩn, nó hai cái hạt này này. Đó, hai cái hột này nó hơi bẩn nhá, về giặt lại nhá. Mã tím cà cho em nhá, xinh cực kỳ luôn, 50.000 mã tím cà này. Cái bẩn đấy về giặt lại nhá. Nói rồi, sao mà muốn nói à? Đây, 50.000 của hai anh Trần. Con này size lớn size 140 ạ. Size 140 nha. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm với size 150, cái này phải 40 cân này. Em xin lỗi nha con này. Cái này giặt dễ. Hình miếng dưa hấu á. Cái gì hình miếng dưa hấu nhỉ? Đấy em nhìn lại là chị vừa có điện thoại vào thấy cái size to hình miếng dưa hấu hay sao ấy. To. Làm gì có gì hình miếng dưa hấu. Cái chỗ này nai à? Nai chưa? Nai rồi. Má hoa này. Con này đẹp không? Ai đấy. Cái này á chị ơi. Cái này không phải miếng dưa hấu, không phải cái này. Đây, hai cái này. Thôi em chẳng nhớ đâu. Đó, bảo chị cho qua hình như gửi qua không tìm. Chị nghe điện thoại ra cho chị không nhớ đâu, em cũng không nhớ được. Con này size 150. Hoa nó bị ẩn mã bây giờ em cũng không nhớ mã hoa là cái nào đâu chị ơi. Ờ vâng, ok chị. Má hoa là cái gì hả chị Thúy Nguyễn ơi, em đích nhớ rồi. Giờ hôm nay nhanh quá, xong mạng các chị bị ẩn ấy, xong bây giờ em chẳng nhớ má hoa là cái nào cơ. Đầu mạng chị này bị ẩn mã không nên đâu. Con này nhá, size 150 này, 42 cân đổ xuống nhá các bạn nhá. 42 cân đổ xuống mang vừa con này nhá, size 150 này. Bạn nào lấy con này nhá, chốt mã 150 cho em nhỉ. Má 150 cho em, cái này nó ngoài nó toàn bộ là những cái như cái hình thêu nhưng không phải hình thêu, nó chẳng hiểu nó là cái gì. Đấy, nó cứ như thế này, nó là toàn hoa như thế này nhá, mới tinh luôn nha. Má 150 cho em này, 60.000 má 150 này. Một cái bò nha, con này 13 cân ạ. 13 cân đổ xuống mang vừa cái này nha, vải bò nhá, bạn nào lấy cái này chốt cho em má bò này, má bò cho em nha. 50.000 má bò này. 13, 14 cân đổ xuống mang vừa con này nhá. Bạn nào lấy con này nhá, chốt cho em má bèo nha. Chốt cho em má bèo, 60.000 má bèo này. Cái này vải mát này. Vai cánh tiên nha các chị nha. Nó là vai cánh tiên vải mát, dưới có hình hai con bướm gắn hai bên ấy. Hai con bướm này là cái túi. À, hai con ong lại, quên con bướm. Hai cái này nó là cái túi nha các bạn nha. Đấy, túi con ong này. Xinh quá này. Cái này size 130 nha. Size 130 này 25 cân đổ xuống, 25 cân đổ lên ý. Con này phải đổ lên mới vừa nha các bạn nhé. Tầm nói chung là 25 đến 27 cân ý. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má ong nha. Má ong xinh cực kỳ luôn, 70.000 má ong cho em nha. Hai mươi cân đổ xuống mang vừa con này má hoa cho em này, 60.000 má hoa này.
Con này size cho bạn nào khoảng độ tầm 14 cân cho đến 16 cân nha. 14 16 cân mang vừa em này mã bò cho em nha. Mã bò cho em này. 60.000 mã bò nhá. Ôi nó ẩn mãi sao chẳng thấy ai nói gì luôn. Đấy bị ẩn hết rồi. Mã dây là cái đấy thì không biết. Mã dây là cái này. Rồi mã dây Đây này mọi thứ ở đây 70.000. Đây là là con con cá. cá, đây là tần con cá. Rồi mã dây này của chị Thu Huyền này nó bị ẩn mã nhá chị ơi, nó bị ẩn mã. Đúng rồi, ẩn rồi, em không thấy ai đâu. Thấy đúng một mã lẻ thôi nha. Thấy đúng một mã lẻ thôi, không thấy mã nào của ai đâu. Cái điện thoại này bây giờ nó còn không lấy một mã nào luôn ấy. Nó đứng im tại chỗ luôn. Đứng im tại chỗ luôn, không lấy luôn. Mà ong là cái gì? Ong là cái này. Ong này của chị gái quê này, 70.000 này. 70.000 của chị gái quê này. Rồi con này size 120 nha. Size 120 này. 22 kg đổ xuống là mang vừa, con này nó là mặc form rộng nha các bạn nhá. Size 120, 130 là mặc được. Ok. Nói chung là cứ 22, 25 kg là mang con này đẹp nhá. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã hồng cho em nha. Mã hồng cho em 60.000 mã hồng nha. Con này còn nguyên tem nha, nhưng mà cái con này người ta vứt lâu ở trong kho rồi ấy, đâm ra là cái màu của nó là nó hơi bẩn nhá, nhưng mà các bạn về giặt đi là nó khác đẹp nhá. Cái này nó lên lên màu lên nó màu gì ấy. Cái này mà các bạn giặt xong lên ấy, nó không phải lên màu trắng tinh đâu, mà cái con này nó lên màu vàng 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 nhạt Nó nhạt vẫn ấy, màu chẳng hiểu nó này màu gì luôn ấy. ở sách kia Mã hoa chị Thúy Nguyễn chốt kìa. Mà mã hoa nó là cái khế gì em không biết, mã hoa nó là cái gì không? thì rất là Chị ơi em không biết mã hoa là gì luôn đó. Hay là cái con này. phải đấy. Rồi cái này mã hoa. Cái này đúng thì chốt ok cho em nha chị Thúy Nguyễn ơi, ok cho em nha. Nó bị ẩn mãi Con không này nhớ đẹp. đâu. Con này đẹp lắm, nó chỉ là người ta nó còn nguyên tem ấy, có nghĩa là người ta vứt ở trong kho nó lâu ấy, thì là các bạn nhìn cái màu nó bị cái bụi, hay là những cái người người ta treo quần áo mà lâu quá ở những cái cửa hàng ấy là nó bị bụi thôi, là các bạn cứ về giặt đi là nó có sạch nhá, còn nguyên tem như mọi người nha, trắng muốt luôn ấy. Cái này không phải màu trắng đâu, nó là màu gì cái này size cho bạn nào 14 cân nha các bạn nha. 13 14 cân mang vừa này, bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã dây nha, 13 14 kg mang vừa, mã dây cho em xinh cực kỳ luôn nha, 80.000 mã dây cho em nha. Nó bị ẩn mã rồi em chẳng nhìn ai chốt mã nào luôn cơ. Con này thoát ra vào lại nè. Mã dây, dây là của hai anh Trần này, 80.000 này. Sau chun có giãn không á? Giãn là như thế nào, có nghĩa là bị nhão hay là gì? Không nhão nha em nhá, không nhão, Không nhá thì là không có nhão nha em cửa. nhá, cứ về nhận hàng yên tâm đi, không nhão. Giãn là mặc lên nó có giãn ra hay không hay là nó nhão, phải hỏi thế thì mới biết được chứ, còn giãn thì chắc chắn là mặc lên thì nó sẽ phải giãn ra rồi, tại vì nó là cái chun nó rung 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 mà. Cái con này nha, em lên cái con này là cái con này nó dạng cổ như thế này này, không không nha, cái con này nó như thế này nha mọi người nha. Con này size cho bạn nào size 101 này, à không, con này size size 100 thôi các bạn, là 100 101 thôi, size 100 101 là mang vừa nha, khoảng độ tầm bé cho bé 15 cân, 15 cân đến 18 kg là mang vừa cái áo suông này nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã suông nha, mã suông cho em này. Mã suông nha, chốt suông cho em nha, 60.000 mã suông cho em, mã suông nha. Cái này buộc lên đấy. Ở cái này người ta gài ít quá nó bị nóng, một cái này sau gài lại nha. Mã suông cho em nha, 60.000 mã suông. Có cái con này giống hệt con cân đấy. Con này có hai con, cân đấy ai chốt một con này rồi ấy. Mã suông của chị Sương Phan này, 60.000 này. Nhá. Cân lấy ai chốt hụt con này thì chốt lại như này, con này em có con nữa này. Hình như con cân này cân lấy là chị Phương Phương còi chốt. Ừ, đúng rồi, Phương còi chốt.
Cái này size cho bé 14 cân nha các bạn nha. 14 16 kg mang vừa con này nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã lơ. Đây nó có một cái chấm bẩn ở đằng sau đây nha mọi người, về vò lại cho em nha. Đấy. Mã lơ cho em 40.000 mã lơ này. 40.000 mã lơ cho em, có hai con cơ đấy, chị gì chốt một con rồi đấy. Má lơ này. Con này size 14 15 kg mang vừa, con này size 100 nha. 14 15 kg mang vừa em này nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã nhí nha. 50.000 mã nhí cho em, 50.000 mã nhí, lơ của Hải Băng 40.000 nha. Bạn nào lấy chốt nhí cho em này. Ở trên này nó toàn là họa tiết hoa, chim hoa gì như thế này, màu nó là màu lầy nha. 50.000 mã nhí này. Con này rớt vai sexy lắm nha, đó, nó rớt như thế nha. Size 101 nè, 18 kg đổ xuống mang vừa con này, ai lấy cái này chốt kẻ cho em nha, 60.000 mã kẻ cho em nha, nhí của chị Sương Phan nha. 60.000 mã kẻ cho em này, mã kẻ cho em con này đẹp đấy. Con này là 50. Con này 50 của chị Sương Phan. Con này là vải lanh nha mọi người nhá. Vải lanh này size 101 18 kg đổ xuống mang vừa con này, ai lấy cái này nha, chốt cho em mã họa tiết nha, 50.000 mã họa tiết. Con này đẹp lắm, về các bạn giặt đi là nó đẹp nha các bạn nhá. Nó hơi bẩn thôi. Hơi bẩn, nói chung là bẩn này là chỉ cần vò xà phòng cái là hết nhá mọi người, chỗ này này. Đấy. Con này size cho bé 101 nha. 16 17 18 kg mang vừa con này nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã hoa nha, rất nhiệt xinh luôn này. 50.000 mã hoa, về vò cái đi là nó hết nhá mọi người nhá. 50.000 mã hoa. Ông quá. Mà tựa. Con này nó là cái áo nhá mọi người, cái áo dáng váy nhá, size 120 nha. Cái này là đính kim sa đằng trước này. Size 120 này, 22 23 kg mang vừa con này phong suông nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má đen này, con này xinh này, vải này mát này. Má đen cho em nha. 60.000 má đen ạ. Em lên một cái yếm này. Một cái yếm cho bé nha. Yếm này cho bé là khoảng độ tầm 12 12 cân nha các bạn ơi, 12 13 cân mới vừa nhá. 12 13 cân mang vừa, cái yếm này mới tinh luôn nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má yếm nha. Xinh cực luôn nha. Má yếm này. Cái bọn này nó cứ vứt nâu vào trong kho ấy là nó hay bị bẩn. Ở dưới này. Cái này là về các bạn cứ giặt cái gì nó sạch cả cái phần màu trắng này này, nó hơi bẩn một tí Đây thôi. trong kho nó làm Về lại. kiểu như người ta làm hàng này thì người ta cứ vứt chồng chất nó lên nhau ở dưới đất ấy, thì nó bẩn thôi, hoặc là chân người ta đi qua đi lại người ta dẫm nên nó bẩn, về vò cái là sạch chứ không phải là ố nha. Má yếm cho em xinh cực luôn, 50.000 má yếm nha, xinh mà nhỏ. Má yếm à, em còn có một cái yếm quần to đấy ở bên đấy bác, với một cái mới cứng luôn, màu xanh, xanh coban, màu xanh Có coban. bạn là có con size lớn rồi. Họa tiết em ơi, họa tiết là cái gì à? Họa tiết là cái này Đây. không, cái yếm mà đây này ở trong xó lắm, đây em mà nhìn thấy màu xanh coban kia ở bên, màu xanh coban nhưng mà giống như màu áo anh mặc ấy. Chưa nhìn thấy. Đấy rồi, má yếm của chị Sương Phan này 50.000 này, con họa tiết này 50.000 của chị Thúy Nguyễn này, 50.000 của chị Thúy Nguyễn này. Đây này chẳng biết ai vừa con này nhưng mới lắm, mới nguyên luôn đấy, để em xem ai vừa, không biết em có vừa không. Còn váy, váy công chúa 25 cân á, hình như còn sao tí hôm nay là em xem từ từ phát để em thử xóa cái xem nó bao cân. Tại vì cái của lọ yếm quần dài này nó không có size, khó khó lắm. Rồi, con này chỉ tầm 20 25 cân. Em xem này. Nó đẹp lắm đây này, nó là yếm quần nó phối như thế này này. Đây là để em chưa đóng cái dây vào. 25 cân các chị ơi, 25 30 cân. 25 30 cân là mang vừa cái yếm này nha. Mới nguyên luôn. Đây nha mọi người nha. 25 30 cân mang vừa cái yếm này nha. Bạn nào lấy cái này chốt mã 30 cho em này. Mã 30 cho em nha. Cái này thì các bạn về cứ vò nhẹ, em bảo rồi, về cứ vò nhẹ cái là nó sạch thôi nha. Đấy, 60.000 này, bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã 30 nha. 60.000 mã 30 nha.
Đúng rồi, cái kiện này nó chỉ có váy thôi chị ơi. 60.000 má 30 cho em. Rồi con họa tiết này tiếp này. Họa tiết này thì nhỏ hơn nha, 14-15 kg thôi này. 14-15 kg mang vừa con họa tiết này nha. Bạn nào lấy cái này chốt họa tiết cho em nha. Chốt họa tiết cho em 50.000 má họa tiết này. Con này vải von nha. Con này vải von nha, phong suông này. Con này size cho bé nào khoảng độ tầm size 101 đổ lùi nhá, 18 kg đổ lùi nhá. Bạn nào lấy cái này chốt xanh cho em nha. 50.000 má xanh này. Con này size 120 ạ. Size 120 nha, 22 24 kg này, họa tiết của chị Sương Phan nha. Họa tiết của chị Sương Phan 50.000 này. Cái con này này nó là con bướm ở đây nó là toàn là theo hết nha các chị nhá. 22 cho đến 24 kg mang vừa con này nhá. Ai lấy con này nhá, chốt cho em má theo nha, xinh cực kỳ luôn này. Má theo cho em, nhưng con này bị lỗi một xíu ấy, là nó bị cái mực bút 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 bi của người ta ấy. Đây là nó bị mấy cái, nói chung là rất là nhỏ, về mọi người trải nó đi nha, mọi người trải nó đi, vò nó đi ông, trải nó đi, tại vì cái chỗ đấy nó lại ở đúng cái phần cái lớp phi bóng ấy, đâm ra em nghĩ là chắc là trải nhẹ là nó sạch nha mọi người nha. 50.000 này, bạn nào lấy cái này nha, vừa mã nha. Má trắng đi à, má thêu nha, 50.000 má thêu đẹp lắm, về trải nó đi là được nhá, nó mờ thôi mà rất là đẹp luôn. Rồi chốt cái này cho chị Văn Đức Nguyễn. À đâu? Ờ đúng rồi. Chị Văn Đức Nguyễn này 50.000 này. Ô cái đấy em cứ tưởng mọi người không thích cái con họa tiết đấy, em chẳng nay em còn con nữa đây này. Ô bắt đầu mất rồi. Thì em vứt ra ngoài chồng đấy rồi sao? Nghĩ là chẳng ai thích cái con đấy, em vứt sườn nó ra. Con cổ yếm này 14, 15, 16 kg nha. 14, 16 kg mang vừa con yếm này nhá. Bạn nào lấy cái con cổ yếm này này, chốt cho em má tím nha, xinh cực luôn. Cái này là vải mát nha, má tím cho em này. Cái này đẹp lắm, vải mát nha mọi người nha. Má tím cho em này, 50.000 má tím nha. Con này size cho 101 nha, 18 kg đổ xuống mang vừa con này nhá. Bạn nào lấy con này chốt cho em má nơ này, má lơ cho em nha. 60.000 má lơ, cực kỳ đẹp luôn nè. 60.000 má lơ cho em, một lơ to chà bá đằng sau luôn. 60.000 má lơ, má tím của chị Hằng Trần này. Tím là đấy, tím là cái này. Tím của chị Hằng Trần nha. Vừa bao tiền? À, biết. Thôi, ghi nằm chục đấy nhớ. Ghi nằm chục đấy nhớ. Không biết năm hay sáu chục thì thôi, ghi nằm chục đấy nhớ. Rồi em đây một con tím kim sa này. Tím kim sa này size 120, 130 nha các bạn nha. 22, 25 kg mang vừa con này nha. Bạn nào lấy cái này chốt kim sa cho em nha. 70.000 má kim sa cho em ạ. Con này size 95, 13, 14 kg nha. 13, 14 kg mang vừa con này nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má cò nha. Má cò cho em này. 60.000 má cò cho em này. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm con ruồi này con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 22 kg đổ xuống nha. 20-22 kg mang vừa má vàng cho em nha. Má vàng cho em 60.000 má vàng này. Con này yêu lắm này. Cái con này cái cổ, cái có các cái cổ buộc yêu mà cái này nó buộc ra đằng sau tiếp nhá mọi người nhá. Đấy. Con này size 101, 18 20 cân mang vừa, má đỏ cho em. 18 20 cân mang vừa, má đỏ cho em nha. Ôi con này bị bẩn tí rồi. Về giặt lại cho em nha. Cái màu nó bị bẩn nó cũng giống như màu đỏ của cái chấm này luôn đây các bạn, nhìn nó sát này, bốn cái chấm gần nhau này, nó ở giữa đúng cái chấm này luôn nha. Về giặt lại cho em nha. Má đỏ cho em này, 40.000 má đỏ nha. 40.000 má đỏ. Con này má đỏ hay má bi? Má đỏ. Má đỏ của chị Hải Băng nha. Về giặt lại cho em. Giặt được được mà chẳng giặt được, tại vì nó ở phần gần dưới bên váy mà ai có đi ai mặc váy mà này xoay từng ly từng tí một đâu, đúng không? Đâm ra là thoải mái ok luôn nha. Về giặt. Tại vì nó cùng là màu đỏ, ví dụ nó màu xanh màu gì cơ thì nhìn phát nó ra ngay, nhưng đây màu đỏ nhìn mãi không ra luôn. Không phát hiện ra là đâu. Rồi đó là của chị Hải Băng nha. Một con rớt vai này. Rớt vai này cho mẹ. Chẳng biết mẹ hay là bé.
Mẹ bé thôi. Mẹ Cái này chỉ bé thôi chứ mẹ mà thì quá ngắn, 35 cân nha. Con rớt vai này nha, 35 cân mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt tầng cho em nha. 35 cân mang vừa má tầng. Kẻ. Vâng rồi ok chị. 35 cân mang vừa cái này nha. Ai lấy cái này chốt cho em má tầng nha. 50.000 má tầng cho em này. 50.000 má tầng. Không phải báo chứ không thì nhiều khi á, nắm 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 bạn em thấy đi mua hàng xi nha. Nói thật với chị nha. Xoay như là mang kính hiển vi ra để mà xoay ấy. Má tầng của Hải Băng 50.000 này. Em có bán cho một khách nhá, nhưng mà em nói thật với chị nha, em bán được ba cái váy có 220.000 thôi. Thế nhưng mà nhận hàng về nhá, có một tí tí cái mực bút lông ấy mà em không biết ngọt này là, em cũng không biết là cái mực đấy là do em làm hay là do con nhà bạn ấy có nghịch hay không thì em biết, tại vì bạn ấy không biết, tại vì bạn ấy nhận hàng nhá, suốt từ chiều đến tận đêm, bạn ấy bảo là bán mang đi bán giặt, bán ấy xoay thấy cái đấy ra, bạn ấy bảo là đêm đi giặt đêm mới đi giặt xong, bạn ấy bảo em ơi bây giờ chị mang áo đi giặt chị mới thấy nó bị như thế này này, như thế này thì mặc làm sao được vứt đi, mà thế này em bảo thôi em bảo em bù cho, à một cái thì bạn ấy kêu là nó cũ em bù cho 20.000, nhưng mà thực ra nó không phải nó cũ, đến lúc em bạn ấy gửi về cho em mà đến lúc sau em bán hết ba cái đấy em đều bán hết cho khách rồi, để em kể cho nghe. Xong bắt đầu bạn ấy bảo là cũ em bù 20.000 rồi, xong rồi đến lúc bạn ấy tối bạn đêm bạn mang cái áo kia bạn đi bạn giặt xong bạn ấy bảo là cái áo này bị lỗi rồi không thể mặc được vứt đi, không thể mặc được. Thế em bảo thôi em bù cho chị 70.000 thì coi như là chị mua ba cái áo chị chỉ hết cái 140 thôi. Thế nhưng bạn nhất quyết bạn không nghe, thế thôi em bảo thế gửi lại hàng cho em, đến lúc em nhận hàng về đùa phải bực hết cả mình luôn, chẳng nghe em lại phốt. Nhưng mà tại vì nó rất nó cái nỗi nó bé 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 xí giặt xíu khá thôi, sạch. chồng em mang lên trên gác giặt nhẹ cái sạch bực hết cả mình, mà bạn bảo là mang áo đi đi vứt, ủa điên hết cả người luôn ý. Mà sau ba cái bảo áo đấy em đều bán hết rồi vì nó quá mới luôn, mà không hiểu bạn ấy bảo là bán trên là cũ, em bảo đi ham mua hàng xi mà cái đấy mà cũ thì không thể mua được cái gì luôn, thật Ở sự đây luôn đang ấy. có cái diềm trắng ở trên này. Xem thuyền hai lát, cái vượt vai lát. Màu lên nó vẫn kém lắm. Rồi cái này nhá, cái này size 120 này, 22-23 kg đổ xuống mang vừa con này nhá, bạn nào lấy con này nhá, chốt cho em mã hồng nhá, chốt cho em mã hồng này, 50.000 mã hồng này. Nhiều khi các bạn đi mua hàng xi mà xoay quá cũng khó mua, nói thật luôn, xoay quá khó mua. Rồi con này siêu nhí luôn, 8 cân. Có hai người hỏi 8 cân nhưng mà một cái thì chắc không ship được đâu. Chỉ dành cho những bạn nào có hóa đơn ở đây rồi thôi nha các bạn nha. Bé tí xíu thôi, mới cứng luôn nha. 8 cân thôi nha các bạn nha. Cái này này, hoa này của nó đều nó tự gắn vào thôi, nó gắn vào nha. Để nó gắn từng bông một vào rất là đẹp luôn. Rồi má hồng của chị Nga Nguyễn này. Hồng của chị Nga Nguyễn. Bao Mà nhiêu? chị có biết không, em gửi 50.000 mà em gửi cho bạn đấy nhá. Như thế xong đến lúc em chấp nhận em nhận lại đơn hàng đấy mà em còn phải mất thêm 30 tiền ship để cho nhận về, mà đơn bán 220.000 về không được một cái gì cả, lại mất thêm 30.000 tiền ship nữa là nhận hàng về là phải giá bạn ấy 250.000. Điên hết cả người luôn ấy. Con này 8 cân thôi nha các bạn nha. 8 cân mang vừa con này nha, ai lấy cái này nha, chốt cho em mã siêu phẩm quá xinh luôn nha, mã siêu phẩm cho em 60.000 này, xinh cực luôn, mã siêu phẩm. Xong bắt đầu bạn ấy có đơn của nhà em, cũng có đơn của nhà em mà trong khi đấy là đơn đấy của bạn ấy cũng chọn của em gần 1 triệu rồi, à 1 triệu hơn rồi, 1 triệu hơn rồi mà em đóng hàng em gửi đi cho chị giao hàng tiết kiệm, em bảo thôi chị ơi chị gửi cho em đơn này nha, em không gửi cái đơn này luôn, em chấp nhận mang về lại xả lỗ cái đơn 1 triệu của bà luôn, em không dám gửi cho bà nữa luôn, không phải sợ về lại soi. Rồi má siêu phẩm của hai anh Trần nha, Bao tiền? 60.000. Con này xinh này, cái này là cái áo nha các bạn nhá, cái áo này, cái này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm, nếu mà bạn bé nào mà muốn mặc thành váy suông ấy thì tầm 13 cân là mặc được nha mọi người nha, còn bé nào mà mặc thành áo thì 14 16 cân đều mặc được nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã kẻ cho em nha, 50.000 mã kẻ cho em mới tinh luôn. 50.000 mã kẻ cho em nha. Con này đẹp lắm nhưng mỗi tội là em bỏ này, cái này là nó bị nhăn, Chưa về các bạn nào. chưa nà ra ấy, nó bị rúm vào lúc chiều đây em kéo ra rồi nhưng mà nó chưa có ra, về các bạn giặt ra nó cứ phẳng ra nha. Về giặt ra nó cứ phẳng ra. Size 101, 120, 18, 20 cân nha. 18, 20 cân mang vừa con này nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã lơ cho em nha. 50.000 mã lơ cho em này. Mã lơ này, một con cổ tàu này. Con cổ tàu này size 101 nha, xinh cực cực kỳ luôn này. Đây các bạn nhìn màu tím hoa cà nha, thêu rất là đẹp luôn.
Con này size 101, 18, 19 ký đổ xuống mang vừa con này nhá. Bạn nào lấy con này nhá, chốt cho em má tím cà nhá. Yêu cực kỳ luôn, má tím cà cho em 60.000 này. Con đen này nó bằng vải, mà con này nó bằng ren. Con này để sửa đó. Má nơ của chị Văn Đức Nguyễn này. Của chị Đức Nguyễn này. 50.000. Rồi em lên một cái đầm công chúa màu trắng này. Một cái đầm công chúa trắng size 130 nha, 25 kg này. 25 cân đổ xuống mang vừa con công chúa này nha. Con này nó bằng ren kép nhá mọi người, nó kết ren vào đây này. Đấy nó kết ren, nó lại hở một ở đằng trước trước ngực này, nó lại hở ra, nó kết hai bên luôn nha. Nó có tí dơ ở đây, vò nhẹ cái là sạch nha mọi người. Cái vết này vò nhẹ cái sạch thôi. 25 cân đổ xuống mang vừa con này nhá. Bạn nào lấy con này chốt cho em má trắng nha. Về các bạn giặt lại nha. 50.000 má trắng cho em này. Tím cà của hai anh Trần này. 60.000. Má trắng cho em nha. Con này size 130 nha. 25 cân đổ xuống mang vừa em này, trắng muốt luôn. Con này thì trắng sao hết, trắng muốt luôn nha. Bạn nào lấy cái này chốt đỏ cho em này. 60.000 má đỏ nha. Có chân váy em này không nai à? Cái đấy em bán rồi. Trắng trắng của chị Nga Nguyễn, trắng đâu nhỉ? Trắng của chị Nga Nguyễn này. Hả? Con này 50.000 nó hơi bẩn tí về đặt lại. 50.000 của chị Nga Nguyễn này. Rồi một cái chân váy này. Chân váy này size này cho bé nào khoảng độ tầm 10 18 cân nhá. 18 kg đổ xuống mang vừa, má hồng cho em nha. Má hồng cho em nha. Xem váy. Xem váy áo kẻ đi. Cái này á chị ơi. Cái này em vừa nai rồi mà. Cái này em vừa nai rồi mà. Hết rồi. Em lên chân váy nha các bạn nha, giờ chỉ còn size to đùng thôi. Rồi. Một cái chân váy này, cái này xinh cực luôn nha mọi người nhá. Cái này nó kim cái nhũ nhá, nhũ kim tuyến, nhũ ánh bạc ấy. Con này size cho bạn nào mà 16 17 kg đổ xuống là mang vừa con này nha. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má beo nha. 40.000 má beo này, cái này đẹp lắm. 40.000 má beo nha. Con này size cho bé nào mà tầm 30-35 kg mang vừa nha. 30-35 kg mang vừa cái chân váy này nhá. Bạn nào lấy cái này chốt xám cho em, mới đét luôn nha mọi người nha. Má xám cho em, 40.000 má xám cho em nha. Có 40 cân em chưa like thôi. Đúng bên kia. Bạn nào thích like không để em like 40 cân cho. Cái này xinh này mà không ai chốt này. Em thấy này đẹp này mà không ai chốt. Nhìn nó hay hay luôn. Đẹp này mà không ai chốt. Size 130 nha. Phong suông nhờ, phong suông mặc rộng thoải mái nhờ, mới đét luôn. 25 kg đổ xuống là mang vừa con này nha. Xinh ơi xinh luôn, độc có kết cái cổ này đã hết hơi mới xong nha mọi người nha. Ai lấy này chốt cườm cho em, quá đẹp luôn. Má cườm cho em nha, 70.000 má cườm. Anh bốc tìm mấy cái to đồng 40 cân trong đây. Giờ bảo tìm là ngại tìm lắm, hết hơi rồi thật sự luôn đấy. Cái này chân váy to này. Cái này là cái quần nhé. Trong nó có quần hết rồi nha. Thoải mái nha. 45 cân. Con này size S nha. Con này size S mang vừa nha. Mang vừa cái quần váy này nha. Có quần bên trong rồi. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má hình nha. Size S mang vừa má hình cho em ạ. 30.000 má hình nha. Ôi hiếm đi thôi. Ôi đau lưng quá. 40 cân má. 40 cân này. Con này á, để em mặc đi ngủ. cái này xịt, cái này là đồ ngủ các bạn. Cái này là đồ như là đồ ngủ nha các bạn nha, như là kiểu đồ ngủ ấy, size S cho mẹ nào mặc nha, mà cả này thì hơi sexy rồi. size S mà mang vừa này. Mà cứ bạn nào khoảng độ tầm 48 kg là đổ xuống mang vừa cái đầm ngủ đây nhá. Cái đầm này là mặc rất là mát luôn này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã đầm này, xinh cực luôn nha. Mã đầm cho em nha.
bán rẻ cho mọi người nhé, 40.000 má đầm. Cái này đẹp lắm, về mặc đi ngủ mát rượi luôn. Khéo mặc bà nào mặc lại thêm đứa nữa. Má đầm cho em nha. Con này 40 cân này. 40 cân nha các bạn nha. 40 cân là mang vừa cái này nhá. Bà nào lấy con này chốt cho em mã kẻ cho em nha. 40 cân mang vừa mã kẻ cho em. Size to này bán rẻ các bạn, Con này 40.000 chất con. xương, con này Con này chất này, bà quá nào mà xương chơi luôn, chơi tí mặc con này đẹp cực luôn, chất thích lắm, em kết con này từ chiều rồi đấy. quá đẹp luôn. Độc và lạ luôn nha. Thôi con này để em mặc đi. Ống tay mát rượi luôn, dài ra Thôi con này để nữa em mặc cho, con này quá đẹp luôn. vừa Không vừa. Chẳng vừa. sexy. Size này, con này đẹp dã man luôn nha các bạn ạ. À. Nó đẹp lắm, nó là nó kết bằng kim tuyến à, nó lấy bằng kim cái kim tuyến kim nhũ đẹp cực luôn. Chớ gì đã vệt. Con này đẹp lắm, con này xinh lắm nhưng mỗi tội size to thôi. Size này phải size người lớn mới mặc vừa nha các bạn nhá. Không, không không đến người lớn đâu, tầm 40 cân thôi. Tầm 40 cân đổ lùi, bé nào mà muốn mặc rộng như bọn trẻ con nó hay xì tin một tí ấy, thì là 30 cân vẫn mặc được con này nha các chị nhá. Đấy, rất là đẹp luôn nha, xuất sắc luôn. Con này là 60.000 này, ai lấy con này nha, chốt mã 60 cho em, không đẹp giá lại cho em con này luôn, hơi bị độc luôn. 60.000 mã 60 cho em này, không đẹp giá lại cho em, để dành để bao giờ con lớn thì mặc. 60.000 mã 60. Ôi thế thì vừa, thế thì con này mặc quá xinh luôn. Rồi con này chốt cho chị Sương Phan nha, thế thì đẹp. Eo nhỏ thế đẹp. Đây này, con cho mẹ size M này, mẹ nào mà có thích mặc suông này, cái này mặc giấu quần nhá, mặc phối với lại quần sóc này, quần sóc nha, cái này quá đẹp luôn. Còn nguyên tem mác luôn nha, con này hơi bị đẹp luôn, bầu ý là ok hết luôn. Tại vì nó là phong suông này, em cho các chị xem cái tà hai bên này đó, nó rộng hơi rộng luôn. Bầu kéo bầu bầu gần đẻ vẫn mặc được con này luôn, tại vì nó là size M nhưng mà nó là phong suông, đâm ra mặc rất là rộng luôn, thoải mái cho các mẹ luôn nha, vải mát nha. Size M này, ai lấy con này chốt cho em mã chữ M cho em nha, 60.000 mã chữ M, không đẹp không lấy tiền, hoặc là bạn nào thích mặc kiểu form rộng rãi thoải mái thì lấy con này cho em nha. Đông đúng quá. Mã chữ M nha. 60.000 mã chữ M. Rồi, 40 cân đây. Rớt vai, bẹt vai ạ. 40 cân nha, bẹt vai nha, ai lấy cái này chốt bẹt vai cho em này, 40.000 má bẹt vai này, má bẹt vai cho em nha. Bây giờ là đại tiệc size to rồi. Đây, váy ngủ, váy nhấc gì đây? Mà đâu không phải váy ngủ đâu, bọn trẻ con nó đi chơi đấy. 40 cân nha, 40, 45 cân, sao nói chung là size S nha, bạn nào lấy cái này chốt dây cho em này, 40.000 má dây cho em này. Con này size 130 nha, 25 cân nha. 25 cân đổ xuống mang vừa con này nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã xám này. Mã xám cho em, con này xám. Bẩn vào cái chỗ trước Bẩn ở đâu? Con cá tính giờ em chẳng nhớ được có con nào con cá tính hay không. Em cần váy cho bé đi học thôi. À, 40 cân đi học á, thế thì cái này xinh này nhưng mà cái này không được 40 cân đâu. Cái này 38 cân thôi có được không? Cái này size 38 cân đổ xuống là mang vừa nha, con này hơi bị đẹp luôn, nó bèo 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 này. Đấy, đẹp không mọi người? Con này chắc chưa nhỉ? 38 kg đổ xuống mang vừa em này, mỗi tội là hơi bẩn một xíu nhỏ đây nha, về rất chỉ là mờ thôi, về vò đi là được nha. Cái chất đằng trước này của nó như là chất lụa ấy, thế nên ra là mặc rất là dễ chịu luôn, mềm mịn luôn nha. Ai lấy cái này chốt cho em má lụa này, xinh cực luôn, 50.000 má lụa nha. Thôi không bới nữa bạn ơi, váy cho con đi học mà, chứ có phải là váy để đi chơi đâu, không bới nữa, con này ra con đỡ chặt. Bốn năm cân này rồi, mệt quá rồi, vứt cái rồi hết cái đống này đi đi, đau quá. Chân váy cho bé này 25 cân mang vừa nha, 25 30 cân mang vừa, bà nào lấy chốt vàng cho em nha,
vàng cho em này. Mấy giờ rồi, đau lưng quá rồi, đau lưng quá. Em bác lại sang bới con vàng ở đây. Cái con vàng rớt vai ấy. Lúc em vừa nhấc lên phát em ném ra. Đấy, con đấy, có con vàng rớt vai, không phải con đấy. Con bên dưới chân anh á. Đó, ờ, không phải, con có chất cốt tông ở trên cổ ấy. Đấy, đúng không? Rồi, ok. Đây, con vàng 45 này cái gì? Đúng không? Này, 50.000 cho chị Sương Phan này. À đâu, 40.000, xài to. Hôm nay lại còn mấy con đầm công chúa này, nay lại cho mọi bạn nào vào sau thì chốt nhá, còn còn tầm 20 con gì đấy, nay lại vào sau chốt nhá. Tại vì những con nay đầu ấy, những bạn nào vào sau thì mạng này tưởng tèo. Chị để em cái tím có bông hoa. Con này quá đẹp luôn mà. Rồi này, tím bông hoa này, 80 của nhân nhân duyên này. Con này quá đẹp luôn, size 101 này. Đấy, chị bảo lấy từ đầu chẳng lấy. Con này quá đẹp luôn. Có hai con giống hệt nhau luôn. Nhưng một con to, một con bé. Một con to thì chị Châu Mai chốt rồi. Còn con này để cho em. Nhân duyên này, 80.000. Chất này bao mát và bao đẹp luôn nha. Không đẹp cho trả lại luôn. Rồi nó mịn như bông ấy. Nó mịn như bông luôn nha. Mới cứng luôn, 25 cân đổ xuống mang vừa. Con này ai lấy cái này chốt cho em mã váy này. Mã váy cho em nha, 60.000 mã váy này. Đọc mã. Bạn ấy bảo là để cho em con tím có bông hoa trước. Rồi thế tâm ra là tớ để cho bạn ấy luôn rồi. Để đọc mã, đọc mã thì chứ. Con này mặc bác rưỡi luôn nha, không mát được giả lại luôn. 25 cân đổ xuống mang vừa con này nha. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má hoa nha. 70.000 má hoa cho em. Không mát cho giả lại nha, mát rưỡi luôn. 70.000 má hoa cho em. Đây, mang hết đúng đấy rồi. Thật sự là đau luôn. Thôi, còn một sao váy trên gác rồi. Con này size 122 nhưng form này form 101 là mặc đẹp luôn nha các bạn nha. 18 kg đổ xuống mang vừa, con này vải mát nha, bạn nào lấy con này nha. Chốt cho em mã mã hồng này, mã hồng cho em nha. Mã hồng cho em. 60.000 mã hồng. Con này còn nguyên tem nha các bạn nha, còn nguyên tem nhưng size lớn nha. Con này size cho bé nào khoảng độ tầm 35 cân nha. 30-35 cân đổ xuống mang vừa, còn nguyên tem luôn, má bi cho em nha. 70.000 má bi cho em này. Đầm công chúa này, size 101-102 này. 18-22 cân mang vừa con này nha, bạn nào lấy con này nha. Chốt cho em má kim sa này. 70.000 má kim sa này. Hết rồi em ơi. Giờ nó còn đọc size to rồi. Size nhỏ nhí là chị nay hết rồi. Giờ còn đọc size to rồi. Giờ còn size to thôi, mới tinh luôn nha, chưa mặc luôn nha. Bi của chị Nga Nguyễn này. Bi 70.000 của chị Nga Nguyễn này. Kim sa của chị Sương Phan này, 70.000 nốt này. Con này mới 99% luôn, chưa có mặc luôn nha. 20 cân đổ xuống là mang vừa con này nha, 80.000. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em má lơ nha. 80.000 má lơ này. Má lơ cho em này. Con này size cho bạn nào 10, size 101, 18 cân, toàn bộ ở bên dưới này là thêu hết nha. Thêu màu hồng này đó, thêu đấy. 18 cân đổ xuống mang vừa con này nha, bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má bèo nha, xinh cực luôn này. Má bèo cho em nha. Bèo 60.000 này. Ô, cái con hồng này đẹp này, bạn nào chốt ngoài thích à. Con này mặc mát này, mặc mát rượi luôn ý, mới cứng luôn. Đây này mọi người nhìn là nó kết bông này đẹp lắm. Cái này con nhà chị gì nhỉ, chị Hương Vũ ấy, chị Hương Vũ không còn xem nữa à, con đấy con nhà chị vừa đấy. Rồi bèo của chị Sương Phan này, 60.000 này. Con này em thích quá mà nó
nó lại là dài tay này, mới tinh luôn. Bà nào mua về để dành cho con đến mùa thu thì mặc này, size 101 này đẹp dã man liền bạn luôn. là vùng trong cũng mặc được, Hoặc vùng là Tây những bạn Nguyên. nào ở vùng Tây Nguyên đi là nó vẫn mạnh, là vẫn mặc được. Ở bên trong toàn bộ là thêu hết nha mọi người nha. Này mới tinh luôn nè, thêu toàn bộ hoa luôn đẹp lắm. Còn cái này này nó bị nó tuột ở đây ra này thì mai em sẽ đi máy vào cho mọi người, nếu ai lấy thì em sẽ đi máy máy cho vào cho mọi người. Về là nguyên si luôn, mới cứng luôn con này luôn nha. Size 101 này, 16,7 cân mang vừa con này nhá. Bạn nào lấy con này chốt cho em má thêu này. Má thêu cho em nha, 80.000 má thêu, con này quá đẹp luôn. 80.000 má thêu cho em nha. Size 1 con này là size cho bé nào mà khoảng độ tầm 30 32 cân nha. 30 32 cân mang vừa em này, má đỏ cho em nha. 60.000 má đỏ nha. Để chị hả? Để cho chị sơ pha này. Quá đẹp con đấy luôn. Cho mai em đi may cái đấy vào cho. 35 cân đổ xuống mang vừa con này nhá. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má cam nha. 60.000 má cam này. Con này size cho bạn nào size 101 18 cân đổ xuống mang vừa con này nhá. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má hồng nha. 18 ký đổ xuống mang vừa má hồng, 60.000 má hồng này. Con đẹp bèo bèo này, xinh này. 25 cân nha. 25 cân đổ xuống mang vừa con này má trắng cho em nha. 70.000 má trắng cho em nha. Đúng rồi, về đàn mà nạt lúc nào chẳng mặc được. Chuẩn luôn. Này, mới 100% luôn, thiếu mỗi cái mác thôi nha các bạn nha. Size cho bé nào khoảng độ tầm 25 cân đổ xuống mang vừa em này nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má vàng, vải trên này như là vải gấm ấy, nhưng nó không phải là gấm đâu, chẳng nhớ là vải gì luôn. Nói chung là cái con này cũng phải mặc mát trời mới mặc được nha, tại vì cái lớp lót ở bên trong em bảo này. Lớp lót của nó là bên trong là một lớp nhung nha, nhung tuyết ấy. Nhung tuyết cũng nhung tuyết thì nó mát rồi, thế nhưng mà đừng có hôm nào hoặc là tầm 30, 33 độ mà nôi con này ra cho con mặc và chết nóng thật đấy. Nó rất mát, nếu nhưng mà là mặc mùa thu hoặc là bạn nào ở Đà Lạt thì mặc là hợp thôi. Mát rượi luôn, mới tinh luôn nha. 70.000 má vàng. Hôm nay nói nhiều có khẳng hết cổ giòm, đau hết cả lưng đuối. Size 101 nha các bạn nha. Bé nào mỏng mỏng thì bé nào mà béo ấy, béo mỏng ấy thì 16 cân là mặc đẹp nhá, còn nếu không thì cứ 17 18 cân là mang được nhá. Má tím cho em này. Má tím cho em nha. 60.000 má tím hết. Không còn chỗ đấy nữa. Còn nhiều thế à. Má tím nha. Cái này thì là các chị này xem hết rồi. Nghỉ đi, mỏi lắm rồi. Bây giờ hôm nay mới có 10 rưỡi rồi á. Giờ mới có 10 rưỡi rồi á. Hết rồi. Con này lúc này từ đầu đến nay chốt mỏi lắm. Thôi em nghỉ nhá, sao mạng mỏi thế nhỉ? Không nhìn thấy cái gì luôn này. Cái này cũng nhìn thấy cái gì luôn. Em nghỉ nai nha mọi người ơi, hết rồi. Có bạn nào thích có chân váy không thì em nai chân váy thôi thôi. Có mấy con chân váy bé xíu chứ lúc em nai lúc đầu nai đâu nhỉ. Đây này. Mấy con này đẹp ấy là đẹp luôn. Chẳng ai lấy. Tây lai còn mấy con chân váy này em nai nốt xong nghỉ này. Con này size 22 cân nha. 22 23 cân đổ xuống mang vừa con này nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã xanh cho em nha. 30.000 mã xanh này. 14 16 ký mang vừa với chân váy này nhá. Bạn à, cái này là cái quần ở bên trong nó có quần rồi à. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã lá nha. 30.000 mã lá. Đây con này để em nay con này đẹp. Mã lá này. Ủa để cho con. Con này 13 14 cân mang vừa nhá. Bạn nào lấy con này nhá. Chốt cho em mã váy này. 30.000 này. Đầm mát á. Đầm mát là size 100 bây giờ em lại vứt lẫn lộn hết lên rồi. Đen 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 là cái đấy thì em biết. Cái này à?
Cái này chắc cái này là mã váy của chị Sương Phan 30.000, bán rẻ cho mọi người, đi. Thực ra những cái váy đấy và những bạn khác bán rẻ cũng phải có 40.000 rồi. Giờ cuối giờ thì người em bán rẻ này. Đây là con váy này đẹp lắm. Nó tầng nó xoắn 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 tầng như này nhá. 14 16 kg mang vừa nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã bèo này. 30.000 mã bèo này. Con này vải bao mát luôn nha, 14 cân vừa mới tinh này còn maxi nha. Vừa mới lại còn vừa mát nha. Cái này nó cái zoom nó co nha. Mặc đến đâu nó sẽ giãn ra đến đấy cho các bé luôn nha mọi người nha. Vải này không mát cho trả lại em luôn. Chất của nó chất xịn luôn. Cái nanh lụa này của nó xịn cực luôn. Nó mát lắm. 14 cân đổ xuống mang vừa con này nhá. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã dây này. Đẹp cực luôn. Mã dây 50.000. Giờ sale rẻ. Mã dây 50.000 nha. Chốt mã cho em nha. Mã dây 50.000 này. Mã bèo của chị Đức Nguyễn này. Ở đâu? Mã bèo của chị Sương Phan chốt. Sương Phan trước Đức Nguyễn sau. Còn mấy con nữa cơ mà. Đầy cái con đấy lúc em nay lúc đầu cơ mà. Má dây của chị Sương Phan này, 50 này. Lúc đầu em nay em ném đâu ấy. Ở đây. Đây con hẹp như này không ngoài chốt. Cái này 13 cân này, cái này bồng bềnh nhẹ nhàng lắm nhá mọi người nha. 13 cân mang vừa cái này nha, ai lấy chốt hồng cho em nha. Chân váy cứ 30 một con đỡ phải đọc nhá giá nhá mọi người đỡ mỏi. 10 cân đến 12 cân mang vừa má xám cho em nha. 10 12 cân mang vừa má xám cho em này. Cái này vải mát nhá mọi người nhá, vải mát size 101 này. Size 101 120 nha, 18 20 cân mang vừa con này má lâu cho em, ở đây nó bị mất một cái khúc rồi sau em đơm cho hoặc là không. Sau mai em nhớ em đơm cho, còn nếu mà không nhớ thì về các bạn đơm cho em nha. Có thiếu một cái khúc ở đây này. À đây này. Nọ này. Đây này nó để nó đóng nó gài hai cái này vào hai bên lưng này, hai giữa lưng này đấy. Vải mát nha, mã lâu cho em nha. 50.000 mã lâu này. Con này quá đẹp luôn mà không ai chốt nha em, để em bảo là con này đẹp cực luôn. Đó là hoa nhí ni ti ở đây nha mọi người nhá, đẹp cực luôn. 14 16 kg mang vừa mã đỏ cho em nha. 14 16 kg mang vừa mã đỏ này. Con này size cho 101 nha, 18 cân đổ xuống mang vừa cái này nha, mã trắng cho em nha. Rồi. 50.000 mã trắng cho em nha. Em xem còn con nào luôn. Rồi rồi. Chắc ngày mai phải lo xếp lại lần nữa cho mới lại được. Giờ vứt lộn tung phèo rồi. Giờ em vứt lộn tung phèo rồi. Chẳng thấy cái gì để mà nai được luôn đó. Còn chân váy này. Size 130, 22, 25 kg mang vừa con này nhá. Má xám cho em này. Chân váy đi múa cho bé này. Chân váy đi múa cho bé 25 cân nha. 25 cân đủ số mang vừa cái chân váy này nha. Bạn nào lấy cái này chốt mã múa cho em này. Mã múa nha. Cái áo của chân váy đây. Hai mươi lăm cân đổ xuống mang vừa má tím phong suông nha. 25 cân đổ xuống mang vừa má tím phong suông cho em mặc mát ở nhà mát này. 50.000 nhá. 22 cân đổ xuống mang vừa con này má vàng cho em. 60.000 má vàng cho em này. Con này maxi nha, con này buộc dây qua cổ nha các bạn nhá, nó dây treo qua cổ ấy. Size 22 cân đổ xuống mang vừa con này, ai lấy cái này chốt đỏ cho em nha. 60.000 má đỏ này. Thôi mọi người ơi em mỏi lắm rồi. Mày đau hết lưng rồi, ngồi đọc hàng cả buổi chiều. Mỏi lắm rồi. Nghỉ đi mọi người ơi. Con này đẹp lắm. Sau rồi còn gì, sau rồi mai lại nai tiếp nha, mai nai lại. Không giờ mỏi lắm rồi, đau hết lưng rồi. Không thì sao em úp ảnh chứ. Còn cái nào úp ảnh được thì úp. Rồi đó có chị Sương Phan này. Vừa bao tiền nhỉ? 60 à? Giờ hai cái mắt nó nhíp vào rồi.
giờ bắt đầu lên đến giờ mỏi, đến giờ nó lười cũng còn muốn nói nữa. Rồi em cứ nghỉ nhá mọi người nha. Ai có đơn thì inbox qua cho em nha, sau để mai mai em chốt đơn cho mọi người nha. Thôi sau tí em xem có con gì đẹp em chụp em úp ảnh cơ. Xong thì ích ảnh nhá. Sau thì ích ảnh nha. Rồi giờ em nghỉ nhá. Mọi người ai có đơn thì inbox qua cho em chốt đơn. Sau là mai những cái bạn nào cứ một cái mới lại. Mấy cái bạn được khách mới có một cái là em xả trong em chụp ảnh cho. Em thấy có mấy bạn lúc vào đầu nay cứ chốt được vài con đẹp đẹp đấy, xong thấy được một cái xong lại thấy mất tiêu rồi. Xong để em tìm xong em chụp ảnh lại những con đấy cho các bạn thích. Rồi nha em nghỉ nha mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Ai có đơn nhớ inbox qua cho em, đến lúc em tìm mỏi lắm, mỏi mắt luôn đấy.